Bây giờ mà Hương vẫn còn sống ở Việt Nam với cái mức độ như vậy thì có lẽ là chắc cũng bệnh gan rồi. Hương xưa nhậu nhiều lắm. Cứ là cứ cứ cho mình cái lý do tầm bậy là phải có rượu vô với nước nhạc được á. Ngày nào cũng uống để tìm cảm xúc. Thì ra đâu phải, cảm xúc nó tự tới chứ. Khi mà mình cảm thấy mình đau hay vui thì tự nó tới chứ đâu phải bị rượu đâu. Cho nên Thật sự ra nghe cảm giác đó, khi mà người đàn ông họ qua nước ngoài họ định cư đó, thì họ 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 ngoan nhiều hơn và trưởng thành nhiều hơn đúng không? sau khi em định cư ở Mỹ từ 2009 tới 2012 là 3 đến 4 năm, 3 năm rưỡi á, thì Hưng quay lại Việt Nam làm album Volume 3, trở lại với Vbop thì làm album Volume 3, đem hết vợ con và bán hết cả những cái gì bên đây có đem về hết để mà quyết định là trở lại Việt Nam sống luôn. Thì album Volume 3 nó không thành công. Lúc mà em đi thì nghĩ là 3 năm mấy thì là khán giả của mình vẫn còn đó, thị trường âm nhạc thì nó vẫn như vậy, mình về thì mình cũng chỉ theo cái dòng chảy thôi. Nhưng mà mình sai lầm là với lại thiếu một chút may mắn là thời điểm đó là thời điểm của Sơn Tùng, là giới trẻ bây giờ nó chuyển qua nghe nhạc Hàn Quốc hết, cho nên là những cái tình cảm của Hưng hay là những cái ca sĩ Hưng thời đó trở về trước thì được gọi là lỗi mốt. Mà trước khi anh về anh Thái Thịnh có nhắn tin rồi: Hưng ơi ở đây đi, đừng về, nhạc của tụi mình bên kia qua thời rồi, cũ rồi, qua thời rồi, cũ rồi. Trước khi đi hát thì là tụi Hưng làm phòng thâu, là hai anh em làm phòng thâu. Thì cái thời kỳ mà Hưng với anh Khánh làm phòng thâu á là toàn là phòng thâu của Vapaco, phòng thâu của Viết Tân, là phòng thâu Đúng tư, rồi. là một trong số ít phòng thâu tư xuất hiện thôi, chứ còn thực ra là của cơ quan nhà nước. Thì đó, cho nên là mình làm rất là nhiều việc, làm được nhiều tiền. Anh em lúc đó cũng mới mười mấy tuổi thôi mà là đã bắt đầu tập Thành tành công đi sớm. đi xe hơi rồi, cho nên là bắt đầu thấy thanh niên thành đạt. nghĩ trong đầu thì mình là thanh niên thành đạt, có một nhóm group ngồi lại, mình là thanh niên thành đạt thì mình phải Thế bày trò gì đó làm? sống theo thời đại, chơi cổ phiếu. Chẳng có nào biết cổ phiếu là cái gì, Cũng nhảy chơi vô thôi. chơi chơi đều biết, cũng giống như đánh bài á, mọi người cứ hỏi ôi này chơi sao, giờ đây thua. Nhưng mà phải có một người dẫn dắt chứ. Có thì đó, chưa biết gì nhưng mà mình phải kiếm một người, tại vì mình đâu phải tiền đơn giản là mình có tiền rồi bỏ ra chơi đâu, không phải công ty này nhỏ, nhưng mà mình là cổ đông đó, nhiều nhiều người họp lại làm chơi. Thì lúc đầu thời kỳ mới mở cửa mà chơi cái diễn thắng nhà tranh tối tranh sáng, chơi cái diễn thắng thắng giòn giả, xong rồi đem tiền đi đầu tư đất. Thứ đất nữa. Đó. Thì lúc đó bắt đầu sao lãng về cái chuyện là phải viết nhạc và đi hát đi, Tại vì kiếm tiền kiếm dễ tiền quá nhanh mà. quá. Thực ra nghệ sĩ mình kiếm tiền vậy chứ đâu bằng kinh doanh đâu. Kinh doanh vẫn là giàu, Vô thương bất lương phú. Hồi đó đi hát thì có nhiều cái show ế trời mưa rồi đó, mình bể. còn lấy tiền mình cho lại cho bầu show nữa, thôi mua sữa Đúng cho con đi chứ thấy tội quá, mà không lấy rồi. tiền đâu. Thì đó, xong rồi xong thời gian thì là cỡ 2001 lần ai quanh quanh, thì từ đó kéo dài tới gần trong vòng 10 năm, thì 2008 là kinh tế toàn cầu sụp, ai cũng rớt chứ không phải mình thân. Thì người ta rớt nhiều mình rất ít, nhưng mà tại vì mình rớt hết cái tiền của mình thôi, cho nên là cảm thấy là mất hết, nhà cửa cũng không còn, phòng thâu cũng không còn, họ siết đuổi ra khỏi nhà. Mà lúc đó là giống như là bên đây hay Khủng nói là khiếp hơn. sau khi ly dị là chỉ còn cái quần xà lỏn đó, thì lúc đó cũng vậy, nó đồ đi hát cũng không có, cho nên đó phải Nhưng quay. mà khủng khiếp gì trời. Khi mà mình ở trong tâm bão mình thấy cơn bão nó dễ sợ, rồi bước qua được rồi thấy bình thường thôi. Đúng. Với lại phải cảm ơn ông trời đi đã sắp xếp cho mình té sớm để còn có thời gian và sức lực mà gây dựng lại, hoặc là đứng lên lại chứ còn 40 mấy 50 rồi mới mất hết, thì lúc đó nó Lúc còn đó là khổ hơn mệt nhiều. là khổ hơn nhiều, chính Thì xác. đó, khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, Kỳ là thì đi Hưng đi Mỹ Mỹ. à. Mày ơi con buồn quá, nó đi Mỹ chơi cho vui chứ nhìn đây nhìn đâu cũng thấy người Việt Nam, thấy nói chung là đất đai nhà cửa mình có mình đã mất hết, ok đi Mỹ chơi đi con, chứ lúc mà em buồn mẹ cũng bệnh, mẹ cứ bệnh hoài. Thì em đi Mỹ thì qua đây vô tình đó, trên Facebook nói đang ở Mỹ, thì vợ là mẹ của con gái em á, là xong mới nói hồi anh đang ở Mỹ hả, xong rồi bắt đầu chat 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 mới biết là hoàn cảnh của em vậy, tại lúc đó cũng cũng đâu có Nhưng bao mà nhiêu cô đó đâu, là một friend hay là bạn cũ người hay là yêu cái gì? cũ. Wow, người yêu cũ Người yêu luôn. cũ
mà đến bây giờ em nghĩ là suốt đời em phải nhớ ơn là thôi, bây giờ hoàn cảnh như vậy rồi, mẹ bệnh như vậy rồi, ở bên Việt Nam không biết là anh sẽ lo cho mẹ như nào, thôi bây giờ vậy cưới em, lại với em, đỡ bố mẹ qua đây làm lại cuộc đời, đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa. Thì đúng xong rồi một cái mở mà nói là nếu sau này mà xong hết việc của anh rồi mà anh vẫn không thể yêu lại em như lúc trước thì mình chia tay. Trời quá tuyệt vời. Thì đó, thì sau khi em thấy cũng nên như vậy rồi em quyết định ở, thì bắt đầu yêu nhau lại mới quyết định có con. Em đặt tên là Randy, tại vì nó sinh ở Seattle, mưa suốt ngày, mưa suốt ngày. Đặt tên Randy Phạm. Tên tiếng Việt là Phạm Phương Phương, thì con bé giống bố dã man, là y khuôn đúng không? Giống như Trang luôn. Bây giờ 8 tuổi rồi, hơn 8 tuổi rồi. Đúng rồi, nhìn hơn là biết con gái hơn đẹp rồi. Hai bố con lâu ngày không gặp á, gặp lại thì Randy mới hỏi là bố Hưng bạn con hay chọc con tên Randy. Nói sao chọc? Nói thì nó nói là mưa không có rút xanh này mới rút. Nhưng mà bố thích thì thôi con cũng thích. Trời ơi, rụng tim cho bà. Thính con nít là thính ngon. Nhưng mà bây giờ hiện tại là bé ở với mẹ. Bé ơi mẹ. Nhưng mà nếu mà cha con ở cách xa nhau gì thì bao nhiêu lâu em mới được gặp bé lại mùa hè? Thế bây giờ là khi mà em có show bên Louisiana, tại vì bên đó người Việt cũng nhiều. Có show thì một năm cũng 2-3 show bên đó. Xong rồi bé về đây thăm bà ngoại vào mùa hè. Đó, cũng được 4 năm. Nhưng mà FaceTime thường xuyên. Phải FaceTime để cho bé nói tiếng Việt. Nghe cái câu chuyện của Hưng, nghe thấy cái cuộc đời của Hưng nó cũng trôi nổi nha. Nó cũng khủng khiếp lắm. Mà khủng khiếp, nó cũng có đời nhiều cái nó khủng khiếp nhiều lắm. Không phải chỉ phá sản một lần đó đâu. Qua Mỹ để dành tiền phá sản thêm mấy lần nữa. Hả? Không, chơi cờ bạc hả? Không phải. Casino. Casino. Nhưng mà mình không phải chơi, mà mình làm cái. Đúng hả? Là lúc đó. Ôi sao mà động trời vậy? Là qua đây làm xong rồi để dành tiền. Lúc đó nghệ sĩ mình diễn sướng lắm. Cái thời điểm đó là 6-7 ba ngày một tuần. Nhiều. Xong rồi bán đĩa thì như tâm tươi. Đúng rồi. Đi Úc, đi Pháp, rồi đi châu Âu là bán tiền châu Âu. Nói chung bên đó kia gãy chứ qua đây là vẫn sống tiếp. Dạ, ngon lành. Tiếp ngon lành. Nghệ sĩ thiệt tổ cho con đường đi cuộc sống cho đến thanh thang. Cho đến trước khi nghỉ nó rất là dễ chịu. Không giàu lắm đâu nhưng mà sống không bao giờ đói. Em để dành được một mớ tiền. Thì bắt đầu cũng có một số thanh niên thành đạt ngồi nói chuyện với nhau. Lại bắt đầu bày mưu lập kế. Nữa mang tiền về Campuchia đầu tư làm cái, tại vì đó là hợp pháp. Giống điều lệ là kêu 1 triệu làm thì trời ơi cái gì bài trúng đánh bài mà làm gì mà có cái thua con. Đánh bài là cái phải thắng chứ. 1 tháng bay hết 1 triệu. Trời ơi, ấy những cái phút giây như vậy sao trời. Trước đó mình đã mất nhiều hơn, bây giờ mất hơi bình thường. Cũng bình thường nữa. Bây giờ nhìn bão nó bình thường rồi, giống như chị té nó lúc mà mới rách vết thương thì nó đau chứ nó thành thẹo rồi đâu gì nữa, nhưng mà nhìn vô đấy đã từng té né đi. Vậy đó thì đâu có né được đâu, té tiếp. Cái lúc mà thua Campuchia xong á thì bắt đầu tình cảm bên này cũng bắt đầu đụng đục. Xong rồi ok quyết định thôi, nếu mà không hợp nữa thì đừng có gây chứ cọ trước mặt con. Tách nhau ra những quan tâm nhau như thật sự á, mọi cái rạn nứt trong hạnh phúc vợ chồng nó cũng bắt đầu từ tiền á. Mà chắc là mẹ vợ cũ em nói đúng á. Phải để vợ em đi làm thì nó đỡ stress hơn. Đúng rồi. Nhà thì nó bị tự nhiên là không có gì làm á, suy nghĩ nhiều. Tâm bị suy nghĩ lung tung nhiều. Thì đó xong ok say bye, ai cũng vui vẻ. Tụi em dắt nhau ra tòa ly dị một cách rất vui vẻ, đến nỗi cái ông tòa hỏi làm giả hả? Ly dị giả hả? Để ăn tiền chính phủ. Nói cái gì vậy trời ơi. Tôi có con thiệt mà. Tôi nói nếu mà giả em sao mà ly dị xong mà em bay tiếp ăn khác được. Là ly dị xong là em bay liền. Rồi nó bay qua cả chị nhà. Là về Virginia đó. Đang ở Virginia là đúng cái lúc bố mẹ được giấy phỏng vấn đi Mỹ. Thì em không biết là do thiên liên sắp đặt hay là do em xui em để cho bố mẹ em khi mà qua Mỹ được ở Cali thăm dì em trước. Xong rồi cho lên Oregon thăm bác của em. Cái rồi em thấy là em sắp đặt hết là Florida nắng ấm. Y như Việt Nam. Hai ông bà qua đây retire rồi còn gì nữa, 60 rồi làm gì. Thì đó chọn một cái nhà ở vườn sau trồng cây ăn trái cho thoải mái luôn. Mà nhà Florida là rẻ nha. Sắp xếp xong hết rồi. Bố mẹ qua. Tôi hơi buồn.
không có gì làm hết, ở trong nhà như ở tù. Đó thì đúng rồi, mới qua chưa biết tiếng, không có biết không lái xe thì phải ở tù thời gian đi. Không chịu, ông ơi ở Cali á, bạn bố bạn mẹ qua đi làm liền sướng lắm. Dì cứ gọi qua, dì nói về đây đi, nhiều người dịp lắm rồi. Thổ lô thai suốt ngày, chứ mệt quá. Ok, move. Mà mỗi lần move ở bên đây á, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, chị biết mà. Trời ơi, Nga đang tưởng tượng đây nè, đồ đạc là phải, một là thứ nhất là Hưng phải quăng, hai là cho hết là đã mất đi một số đồ đạc rồi. Còn chưa kể là xe chẳng lẽ mình mới mua thì lại bán lại thì lỗ, lại mua xe câu qua đây nhìn mắt. Trời ơi, mỗi lần cái xe mà nó đi qua một tiểu bang khác là cả một số tiền phải kế. Nhưng mà hơn là lúc mà em mở xe đồ em có coi rồi, là phàm mà người Mỹ thì là trong đời thường là mua về 11 lần. Cho nên là Hưng mới có 4-5 lần cho nên chưa sao. Và trong đầu sẽ nghĩ là sẽ còn nữa, yên tâm. Ê, đảm bảo nha. Nga hứa chắc một lần là nếu mà Hưng mà về với Cali này rồi á, là Hưng sẽ không còn muốn đi đâu nữa. Chị Nga nói đúng rồi đó, cho nên là em quyết định là đầu tư phòng thu nên giống như là cấm cái neo rồi. Bây giờ chắc không đi đâu nữa đâu. Thì giống như mình nói, nếu mà trời thương có cơ hội thì mua một cái căn nhà nhỏ ở bên Florida, là lâu kéo cả nhà qua bển vacation rồi đi về. Tốn bố mẹ qua là để phụng dưỡng. Mà ngồi ở nhà buồn bã vậy, chán nản vậy, mình làm đâu vui vẻ gì. Với lại em lúc đó cũng độc thân. Đi thì đi. Muốn đi đâu đi đó. Đi. Cái mỗi lần đi như vậy là mất vài chục. Nhiều, nghe biết, nghe nhìn là nghe biết. Mình để dành đâu có được nhiều như ở Việt Nam tiền làm. Mình qua đây. Ở đây làm bao nhiêu tiền chỉ cho chi trả cái hết sạch à. Cuối năm là nhẵn túi hết. Thì cuối cùng là được về đây, nhà này. Mà đúng là ông trời hay thiệt nha. Hồi xưa nghệ sĩ của mình chỉ biết mở mắt ra là hát, em từ nhỏ lớn là chỉ có nhạc thôi. Làm âm thanh trước rồi đi hát. Mình có biết cái gì kinh doanh đâu. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên tới cái lúc cần phải làm á, thì bắt đầu vì mình có nghề nhạc cho nên mình lên eBay, mình đi mua lại những cái dụng cụ về nhạc, mua của người cần bán cho người cần mua, có tiền. Thế là tự nhiên cái chuyện đó nó smooth, trở thành một cái nghề tay trái, không cần làm gì hết, cứ ngồi nhà thôi. Ngồi trên online. Ok, mua đi bán lại. Cần pick up thì cần, không cần pick up thì ship về tới nhà, xong mình chạy ra bưu điện mình ship cho người ta, thế là mình ăn commission. Thì từ đó tự nhiên cuộc sống nó cũng thoải mái, không có phải cực. Nãy giờ Nga đi hết cái nhà của Hưng á, thì Nga thấy ở đây là một cái nơi là sẽ là một cái nơi an cư lạc nghiệp của Hưng. Tại vì nhất là Nga vô cái phòng thu á, tự nhiên Nga thấy một cái gì đó nó năng lượng. Nó cảm thấy mình rất là thích. Lúc đầu em nghĩ gì nè, Thí Nga có cuộc thi, Aiza có cuộc thi, nhưng mà mỗi cuộc thi xong chỉ chọn có một người. Rồi những cái em rớt nó sẽ làm gì? Rồi những cái nào đam mê của tụi nó sẽ đi về đâu? Khi bầu số không kêu là nó chắc chắn là ngày mai sẽ phải đi làm nail, đi làm công việc riêng. Rồi cuối tuần không có chỗ hát thì làm gì? Mình phải làm gì đó cho tụi nó để nuôi dưỡng cái đam mê lại, chứ không thôi tụi nó chắc chắn sẽ bỏ. Thực sự ra Nga nói thẳng là ở Mỹ này nè, Nga đi nhiều nơi, Nga biết có nhiều bạn hát hay lắm. Nhưng mà họ không có cái cơ hội để mà tỏa sáng. Thứ nhất là ở đây cái công việc kiếm tiền nó quan trọng quá. Nếu người ta không kiếm tiền thì người ta sẽ chết. Tại vì ai cũng phải tự lập hết, cũng không ai cho hết. Nên thực sự Hưng làm cái này nó thấy rất là hợp lý. Hợp lý hả? Mà nó hợp với cái nghề của mình. Với lại tự nhiên được làm cái gì mình thích, trời nó đã lắm chị ơi. Đúng rồi. Dồn hết tâm trí, tiền bạc mình có được cũng dồn luôn, không sao cả, miễn sao mặc dù là kiếm không nhiều tiền nhưng mà cảm thấy vui. Tụi em mà qua nhà anh tập rồi làm đồ về vui vẻ là ok. Cái đó nó quý hơn nhiều. Tại vì cuộc sống này quan trọng nhất là khoảnh khắc thôi. Khoảnh khắc mình có được cái niềm hạnh phúc đó khó lắm. Chết rồi đâu có đem theo được cái gì. Cho nên là với lại mình đã từng mất nhiều rồi. Mất nhiều lần nữa mình cho nên quen là ơi quen rồi. Em làm mấy cái này ra thực ra là từ đầu xuất phát là cũng có một phần vì em nữa, phần chính là vì tụi nhỏ thật, nhưng mà vì em nữa. Xong rồi em cứ hỏi bản thân rồi, Hưng nói Hưng mê hát, ok, về Việt Nam hát là thứ nhất đúng không? Nhưng mà về Việt Nam hát để làm gì? Là vì danh vọng, là vì có nhiều fan và nhiều tiền hơn thôi. Còn nếu thực sự là mê hát thì ở đây với bố mẹ chỉ cần được hát, được thỏa mãn sự hát là đủ. Thì đó em quyết định ok, không nghĩ tới Việt Nam chứ, đáng lẽ em dọn Việt Nam nữa rồi đó, để bố mẹ ở đây luôn đó. Bố mẹ sắp có quốc tịch đó, bố mẹ chuẩn bị tự lo thân được rồi, con không cần phải bao lo cho bố mẹ nữa, con dọn. Xong rồi đó, chắc ông trời sắp đặt nó không, ở đây với bố mẹ đi, con đừng có đi đâu nữa. Cái là ào xuống
cho một cái lệnh làm phòng thâu. Cứ tự nhiên làm phòng thâu ở trong đầu bùm 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 là thế à. Là bố mẹ kêu làm phòng thâu hay là không tự trong mình, đầu tự nhiên đầu. Làm phòng thâu đó. Tự nhiên mình nghĩ trong đầu vậy đó. Cái là ào đi làm, tại vì làm phòng thâu ở bên này á, cái thị trường ít lắm. Ca sĩ thì ít mà phòng thu thì nhiều. Nhiều, rất là nhiều phòng thu nha. Nghe nói ở đây phòng thu rất là nhiều. Nhưng mà làm một cái phòng thu như vậy nó mất bao nhiêu lâu thì mới hoàn thành? Em làm hơn 3 tháng. Là mình làm theo cái budget, cái gói ghém của mình thôi. Ừ, chứ còn nói bài biện là đi nhiều. Theo mà của như Mỹ, tại vì bây giờ sách vở có, YouTube có. Coi mình coi người Mỹ làm sợ luôn, chịu không nổi. Ừ. Yeah, tiền xây không mấy triệu rồi. Mà thật ra nghe thấy đàn ông mà qua Mỹ thời gian ai cũng giỏi biết không? Cái gì cũng làm được á. Kể cả xây, đồ dựng, đồ thiết kế, cái gì là tự mày mò, cái vô Home Depot mua đồ. Dạ yeah, đúng rồi đó, để... cứ mỗi lần đi Home Depot cái đó. Rồi, mình đàn ông quá. hồi xưa là công tử, con cân của mẹ mà. Cầm cây chổi của mẹ cũng đâu cho cầm đâu. Chứ đừng có nói mà có ốc vít, nào khoan, nào no way. Bây giờ là biết hết, biết lái xe chất chở đi. Biết luôn. Nãy giờ trò chuyện với Khánh Hưng rất là nhiều chuyện thú vị, nhưng mà một cái điều mà Nga đang cảm thấy là nó thiếu trong cái chương trình này là biết gì không? Là Phạm Khánh Hưng lâu quá rồi đã rời xa Việt Nam, thì hôm nay có thể hát lại một cái bài hát nào mà Phạm Khánh Hưng yêu thích. Nhớ 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 Việt Nam muốn chết, tại vì đi lâu rồi mà cũng có về Việt Nam. Nhưng mà vì lần nào về cũng có 1-2 tuần chị không có set up để mà ca đâu. Tại vì tính thân thì chị thấy là đó, ở thì ngăn nắp, công việc cũng vậy, cũng muốn là làm thì phải làm cho nó thiệt là đã. Chứ đừng có về hát 1-2 show xong nhảy đi, làm cho khán giả thì bị thục thò, nó quải lắm. Đúng rồi. Về thì phải làm show mà cho mình đã. Mình cũng không đã nữa. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà Hưng cảm nhận á, ở Việt Nam với mình ở Mỹ, thì ở Việt Nam thì sẽ có một Phạm Khánh Hưng của ngày hôm nay ra sao? Nếu mà Phạm Khánh Hưng ở Việt Nam sẽ nói nhanh hơn, hoạt bát hơn, bản thân ở Mỹ thì trầm lặng hơn, điềm tĩnh hơn, là vì cuộc sống ở đây, ai qua đây rồi cũng sẽ thấy là mình sẽ sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Đó là cái tính cách thôi. Yeah. Còn về cái con người của mình á, thì mình có nhiều thay đổi, nghe thấy quá trời thay đổi. Thì nếu mà Phạm Khánh Hưng vẫn ở Việt Nam là theo với cái tốc độ đó đó, quậy banh nhà lòng luôn. Dạ yeah, đúng rồi đó, thì là sẽ rất là quậy, là vì năm đó là hơn 23 tuổi. Ngông nghênh, nổi tiếng sớm, nhiều tiền, thiếu kinh nghiệm sống nữa. Cái đó mới là quan trọng. Ngã mạng. Ngã mạng. Thực ra lúc trước bạn gái hơn cũ á, cái người mà em biết cái bạn người đã đi vì đâu á. Cưới Việt Kiều bỏ em. Thì lúc đó em hận Việt Kiều lắm, trời ơi. Ghét lắm hả? Cái nghe tới Việt Kiều là bực, nhưng mà phải nghĩ đúng. Cuối cùng là mình là cũng lấy Việt Kiều luôn đó. Mình thành Việt Kiều. Cuối cùng là mình thành Việt Kiều. Vậy là mình ghét của nào chơi chơi của đó đó. Không? Nói chuyện với Phạm Khánh Hưng thì không ngờ là Phạm Khánh Hưng chia sẻ quá nhiều cái câu chuyện quá hay. Và xúc động có, vui có, thăng trầm có, và có những cái khoảng mà làm cho Nga hết hồn luôn. Và Nga thật sự là Nga rất là ngưỡng mộ những cái gì mà Hưng đã trải qua, mà Hưng vẫn trưởng thành những ngày hôm nay, và Hưng không gục ngã. Đó là một cái điều mà Nga rất là khâm phục. Cảm ơn. Thank you.